Đối với một chiếc cầu nâng cắt kéo loại như thế này, sau ít năm sử dụng, thường hay bị lệch bên cao bên thấp. Cho nên khi nâng những chiếc ô tô vừa to vừa nặng lên cao sẽ rất là chông chênh nguy hiểm, dễ dẫn tới xe bị lật, gây mất an toàn. Hôm trước mình có làm một video chia sẻ với các bạn về cách cân chỉnh một chiếc cầu nâng bị lệch bên cao bên thấp trở về trạng thái cân bằng giống như ban đầu. Chỉ với một số thao tác rất là đơn giản, các bạn xem xong video là có thể thực hiện cân chỉnh được chiếc cầu nâng của mình mỗi khi bị lệch sẽ trở về trạng thái cân bằng giống như khi mới mua về. Tuy nhiên, mỗi khi chiếc cầu nâng đã bị lệch, mặc dù chúng ta đã cân chỉnh cho chiếc cầu nâng trở về trạng thái cân bằng, hai bên thăng bằng với nhau, nhưng sau khi sử dụng thì chỉ một thời gian ngắn là chiếc cầu nâng lại trở về trạng thái bị lệch, đặc biệt là khi chúng ta nâng hạ những chiếc xe ô tô vừa to vừa nặng thì chiếc cầu nâng nhanh chóng trở lại trạng thái bị lệch. Vậy thì nguyên nhân làm cho chiếc cầu nâng này bị lệch là do đâu? Hôm nay kênh Điện Người Xứ Nghệ xin được chia sẻ với các bạn về nguyên nhân làm cho chiếc cầu nâng bị lệch bên cao bên thấp và biết cách khắc phục triệt để hiện tượng cầu nâng bị lệch bên cao bên thấp này. Xin mời các bạn cùng theo dõi thật kỹ video của mình để biết nguyên nhân và cách thực hiện. Do trong quá trình sử dụng, cầu nâng liên tục phải nâng những chiếc xe ô tô có trọng lượng lớn, cho nên máy bơm dầu thủy lực phải bơm dầu với một áp suất rất là lớn để có thể nâng được những chiếc xe ô tô này lên. Với áp suất làm việc của dầu thủy lực rất là lớn, cộng với tần suất làm việc tương đối là dày đặc, cho nên những chiếc răng phớt này rất dễ bị mòn, dẫn tới dầu thủy lực sẽ lon qua cả cái răng phớt này, dẫn tới cầu nâng sẽ bị lệch bên cao bên thấp. Để khắc phục triệt để tình trạng này thì chúng ta phải xác định được những răng phớt nào bị kém, và từ đó chúng ta sẽ thay thế những răng phớt kém này bằng những răng phớt mới và chất lượng. Mỗi khi chúng ta đã xác định đúng nguyên nhân làm cho cầu nâng bị lệch bên cao bên thấp và chúng ta đã thay thế những chiếc răng chiếc phớt bị mòn bị hỏng bằng những chiếc răng mới và chất lượng, cách thức thực hiện thì đảm bảo đúng kỹ thuật, thì chiếc cầu nâng sẽ trở lại hoạt động bình thường, đảm bảo cân bằng và không còn xảy ra tình trạng bị lệch bên cao bên thấp nữa. Như vậy là qua video này, các bạn đã nắm được rõ nguyên nhân chính làm cho một chiếc cầu nâng bị lệch bên cao bên thấp và biện pháp khắc phục triệt để, đó là chúng ta cần phải thay thế những chiếc răng phớt bị mòn bị hỏng bằng những chiếc răng phớt mới và chất lượng. Tuy nhiên, để tháo tung được một chiếc cầu nâng cắt kéo và chúng ta có thể thay thế những chiếc răng chiếc phớt thì đòi hỏi các bạn phải nắm rõ các bước thực hiện từ A cho tới Z, cũng như là quy trình kỹ thuật phải nắm rõ, đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình để đón xem video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ với các bạn về quy trình kỹ thuật cũng như là các bước thực hiện để chúng ta dễ dàng thay được cái bộ răng phớt cho một chiếc cầu nâng cắt kéo loại như thế này, khắc phục triệt để hiện tượng cầu nâng bị lệch bên cao bên thấp, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị cũng như là xe ô tô. Kênh Điện Người Xứ Nghệ luôn cố gắng mang đến cho người xem những video hướng dẫn chi tiết, cụ thể, hữu ích và dễ hiểu nhất. Khi xem xong video này, rất mong các bạn hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh Điện Người Xứ Nghệ để cổ vũ, để khích lệ mình làm thêm nhiều video nữa. Ở video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo tung một chiếc cầu nâng cắt kéo ra để các bạn thay thế được những chiếc răng, chiếc phớt, từ đó khắc phục được hiện tượng
cầu nâng bị lệch bên cao bên thấp. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.